chơi chơi tỏ tình bất đắc dĩ vô xoay luôn tạo diễn vô đây đúng chưa không có né được đâu không quay chưa đây là trò chơi rất mạo hiểm rất bá đạo trò chơi có mang tên là tỏ tình bất đắc dĩ chai nước thôi mà tỏ tình bất đắc dĩ rồi trò chơi có thể loại như sau có nghĩa là chai nước này quay xuống cái đầu mũi tên của chai nước này chỉ cho người nào người đó phải đi đồ nắp chai sẽ tỏ tình, bất kỳ người nào ở trên trên kia. Rồi bây giờ trò chơi bắt đầu. Đây con tròn nào, con tròn nào. Test thử nha. Bây giờ mình nhầm nháp một lần cho bạn nghe. Nháp nha. Anh được không? Bây giờ vô trò chơi. Rồi vô. Rồi con người làm mẫu cho bé Vi Hằng tỏ tình. Vô. Rồi, không bây giờ không còn là mẫu nữa tất cả chơi rồi cầm bạn đi gọn vào xoay xoay đều là mình xoay đúng không xoay luôn tất cả tất cả anh muốn chơi nha số đông chị ai là chúng cô là tôi rồi nha thằng lắm rồi nè tất cả tất cả đó rồi ok chưa ủa sao lắm không hai ba không muốn chơi không chơi là bên này rồi quay cà đây nghe không chơi đâu rồi te rồi đây đứng xa xa giữ khoảng cách à nãy ghê quá đi lên cho tem đi lên lẹ hết đi luôn rồi Đi đi đi. Đâu tao tìm với con nít không vậy? Không. Đối tượng là người lớn. Đối tượng là 18 tuổi luôn. Kìa bên kia đang chụp hình kìa. Ông đi chụp hình kìa, con mình kìa vô đi. Tới luôn, chồng người ta kìa. Tới luôn, chồng người ta kìa. Anh có một câu là anh có tin vào tình yêu sắc đánh không anh? Rồi, đối tượng thất bại đi tìm người khác lẻ lên. Rồi, đi tìm đối tượng kia. Chủ động luôn, không xin gì nha. Không xin nha. À, như đùi bu. Anh ơi, em không nói với anh một câu là em yêu anh nhiều lắm. Chết rồi. Anh có cảm thấy như thế nào khi gặp đối tượng như thế này? Sốc lắm, như thế sốc lắm. Sốc quá. Rồi là bạn gái được không? Tiếp đi. Chạy nhiều lắm. Chỉ là trò chơi thôi, không ơi, không làm nha. Ok. Từ. Tôi đã tìm ra đối tượng. Em ơi. Chết rồi. Coi nãy làm gì? Xem chết. Đi đâu nhở? Chỗ đi kiếm người. Ôi trời. Chị kiếm. Ôi đứa đi chú thôi nha. Mệt lắm. Ôi chú đi trên đây thôi. Ở trên đây thôi. Chết rồi. Anh có thể làm bạn trai của em được không? Anh. Dạ. Cho em hỏi cảm giác anh như thế nào khi gặp đối tượng đúng khủng như thế này? Không nói lên lời luôn. Không nói lên lời luôn. Chặn lời. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Em đang quay mà. Nhanh đi hết pin rồi đó. Nó giọng cái là bay xuống dưới. 6 muối đâu rồi. Nó giọng cái là bay xuống dưới. Kiếm sao ra sao vậy?
Ha, đặc biệt quá. Đi từ đối tượng xa xôi vậy. Thôi nghỉ mệt. Không được đâu, không được anh chơi nha. Cái này nè. Thôi tự nhiên kia em cho em kêu lại không ít chơi mà. Không được, làm vậy là không được. Phải rồi. Lên lại lên. Lại đây An Giang là không được đâu. Em đó em không có chơi mà. Không. Đi. Mọi người đang đợi kìa. Lẹ đi xin. Tao hết pin rồi. Không. Cuối là anh Giang là không được. Không còn pin nữa. Lẹ lên đi. Đi đi. Đi đi. Không để cho mọi người này. Bản thân mình tổ chức ra mình chẳng chơi. Đi chơi lại. Cái trò chơi em nói trước là em không có chơi mà. Thôi. Vậy mà em mọi người đều chơi rồi, xuống phải làm gương. Không lẹ lên. Ai cũng làm rồi. Mọi người mình thôi đi đi. Thôi, đi. Má ơi. Không, ông này đầu tiên nè. Còn chưa bây giờ tôi tỏ tình với một người con gái nào hết. Tôi tỏ tình lại đã trong tim cho lẹ mệt quá. Ê, tỏ tình giết chó được không? Được. Được, cái này mà nó phải gật đầu nha. Nó phải gật đầu mới được nha. Nó phải gật đầu mới được nha. Em trốn đâu vậy? Em trốn ở đâu vậy? Diễn viên mà. Quay cẩn thận luôn. Trả lại gì đây? Rồi. Kìa. Trời ơi. Dưới nữa. Kìa đối tượng kìa đang ngồi dưới kìa. Dưới kìa. Bộ con chó kìa. Ừ, đúng rồi đó. Đi lại đi. Không có chạy nữa. Chúng ta luôn trời ơi. Nhìn con cái kìa. Cái rồi đó. Nói đi chờ đi. Là mình bạn gái mình nha. Hết rồi. Được rồi. Nói xong nữa, nói thêm xong nữa. Được rồi. Hết rồi. Một câu vậy không? Mày đâu rồi? Vô lần ba. Ba nó hai lần ba. Đi rồi. Thôi. Mày sao nãy tôi là 12 lần. Đó mình có lần mà 2 lần. Ông cho nó lên không lần quay lại.